Ok, thì đây là cái lần đầu tiên mà mình làm cái video mà recommend mọi người nên run cái gì á, cho nên là nếu mà còn gì sai sót thì mọi người thông cảm cho mình ha. Thì như các bạn đã thấy thì chúng ta có banner của Chlorine và banner của Alhaitham sẽ là banner tiếp theo của phiên bản 4.7. Banner đúng nghĩa là banner đầu tiên luôn á. Và ba nhân vật ở dàn 4 sao đó chính là Sethos, Thoma và Bennett. Thì mình đánh giá cái này là một banner DPS khá là mạnh ha. Alhaitham hiện tại là DPS mạnh nhất hệ thảo, cũng như là một trong ba DPS mạnh nhất ở trong game này hiện tại, ngoài Alhaitham với lại Alekhino. Thì cho nên là mình cũng sẽ recommend mọi người, nếu mà đang thiếu một DPS để mà vượt qua La Hoàng á, hoặc là mọi người đơn giản là mọi người thích Alhaitham, thì mọi người sẽ roll anh chàng này. Và Chlorine là một nhân vật mới ha, cũng sử dụng cái cơ chế giống với Alekhino là cơ chế khế ước sinh mệnh. Thì mình thấy cái kit của Chlorine có vẻ khá là thú vị và cái cách chơi cũng khá là hay. Cho nên là nếu mà mọi người cũng đang thiếu DPS á, hoặc là cơ bản là thích Chlorine thôi á, thì mọi người cũng có thể roll cô gái này. Thì mình thấy là cả nửa đầu banner này á, cả nhân vật 4 sao lẫn 5 sao đều đang khá là ngon ha. Hiện tại thì trong banner 4 sao lần này chúng ta có Sethos là một nhân vật mới luôn, cùng với lại Chlorine. Thì cậu bạn này vừa mình chơi cái cốt truyện của Sino thứ hai á, thì mình thấy khá là thú vị. Và đây sẽ là một DPS cầm cung, nhưng mà chơi theo kiểu là mọi người bắn bắn thường chứ không có phải là chạy attack quá nhiều ha. Và đòn đánh thường của cậu này cũng có thể chơi được tính là chạy attack luôn, cho nên mọi người có thể dùng những cái cây mà tăng charge attack, và cái sức mạnh của cậu này nó vẫn sẽ giữ nguyên và không, nó có không kiểu như dùng chỉ để stat stick thôi. Cho nên là cái này một nhân vật mới khá là thú vị ha, cách chơi khá là thú vị, cho nên là mình cũng có thể khuyên mọi người roll một vài roll thử coi ra Sethos hay không, và có cậu ấy về để có thể thử nghiệm một nhân vật mới. Lúc nào trải nghiệm mới cũng là một cái trải nghiệm rất là hay trong mấy cái game gacha này ha. Bennett thì chắc chắn là một nhân vật cực kỳ tốt rồi. Nếu mà mọi người chưa có Bennett á, thì mình khuyên, cực kỳ khuyên là roll cái banner này để lấy cả sẵn tiện lấy luôn Bennett. Bennett thì nó không có lợi quá với lại Alhaitham, nhưng mình nghĩ là sẽ có khá khá lợi đối với lại Chlorine. Còn Thoma hiện tại là một nhân vật cũng gọi là khá là ổn đi. Nó không quá mạnh nhưng cũng gọi là khá là ổn nếu mọi người đạt ở C6. Nhưng mà ở những C dưới thì cậu ấy cũng là một shooter cũng khá gọi là ổn đi. Và cái điểm đặc biệt là cậu này cũng có thể chơi trong cái team mà full phản ứng hệ thảo á, thì cũng khá là thú vị ha, không tới nỗi quá là tệ. Cho nên là cái banner này mình đánh giá là trừ Thoma ra thì những ba nhân vật còn lại đều ráng roll, kể cả banner Alhaitham lẫn cả banner Chlorine. Cho nên là nếu mà mọi người đang có hứng thú với bất kỳ nhân vật nào trong này thì mọi người nên roll ha. Tiếp theo thì chúng ta có banner vũ khí là banner của xá tội và ánh lá bán quyết, cộng với lại năm cái vũ khí 4 sao này. Thì bản thân mình đánh giá thì cái banner vũ khí này cũng là một banner cực kỳ tốt luôn ha. Cả hai cây này nó mang lại cho mọi người cái crit value, và cái cây này nó tuy là cái nội tại nó hơi bị khó sử dụng cho những nhân vật khác ngoài Chlorine, nhưng mà mọi người có thể dùng nó làm stat stick cũng khá là ổn, tại vì cái base stat nó cao. Còn nếu mà Chlorine á, mọi người chơi theo cái kiểu không phải chơi theo kiểu mà hyper carry bình thường, mọi người chơi theo kiểu hyper bloom á, thì Chlorine cũng có thể xả ánh lá phán quyết luôn. Cho nên là việc roll cái này lệch một trong hai nó là một cái chuyện rất là bình thường, và nó cũng không có quá là tệ nếu mà mọi người bị lệch ha. Alhaitham thì mình nghĩ cái xài cái này cũng làm stat stick cũng được, nhưng mà Alhaitham cơ bản ổng là một nhân vật cực kỳ free to play rồi, cho nên nếu mọi người không có ánh lá phát quyết thì mọi người đều có thể sử dụng những vũ khí 4 sao hay là cái thần kiếm Lê Minh, nó là một chuyện hoàn toàn bình thường. Thì banner 4 sao vũ khí lần này nó cũng khá là ngon ha. Tuyệt huyền là một cây được sử dụng cho rất nhiều nhân vật có chơi với tinh thông, ví dụ như là Venti nè hay là Kolay, thì nói chung là cái vũ khí này nó là một cái vũ khí khá là tuyệt vời. Còn tiếp theo thì chúng ta có cái kiếm tế lễ, thì cũng là một cây cực kỳ tốt và cây tốt nhất hiện tại cho Xin Chiêu, là mọi người có thể dùng cho những nhân vật khác nếu mà mọi người đang thiếu hiệu quả nạp cũng có thể sử dụng được. Nhưng mà do cái giá trị của Xin Chiêu cho nên cái cây này nó cũng là một cây cực kỳ giá trị cao nếu mà mọi người chưa có hoặc chưa có tinh luyện 5. Bảnh chương tế lễ thì nó cũng là một vũ khí khá là tốt cho là Nahida hay là Sub Rose, nếu mà mọi người có hai nhân vật đó thì mọi người nên roll. Còn chương cái cây gây thương Hắc Nham á, thì cũng là một cái cây tốt nếu mà mọi người chơi team Hu Tao và Hu Tao hay là Yongli đang thiếu vũ khí á, thì mọi người cũng có thể xài cây này á. Nhưng mà Yongli thì mình recommend là cái cây mà cây HP 3 sao hơn, nhưng mà Hu Tao thì mọi người hoàn toàn có thể xài cây này, hoặc Xiao mọi người cũng hoàn toàn có thể xài cây này, nó sẽ tăng crit rate cho mọi người khá là tốt nếu mà mọi người dùng team có nhiều Li Yue ha. Cái cây duy nhất mà không tốt ở cái này là cái cây đại kiếm tế lễ này nè, nhưng mà nếu mà mọi người có chơi ví dụ như Deja hay các thứ nó cũng không quá gọi là tệ ha, và nó cũng có thể sử dụng cho một vài trường hợp khá là tốt. Thậm chí cái cây này có thể sử dụng cho Navia nếu mà mọi người không có vũ khí 5 sao, bởi vì nó có thể giúp cô ấy bắn thêm một lần nữa, rất là cũng gọi là khỏe ha. Cho nên là mình đánh giá cái vũ khí cái banner vũ khí lần này nó khá là tốt, mọi người nếu mà có điều kiện thì mọi người nên roll.
Nhưng mà cơ bản thì cái banner vũ khí ở trong Genshin nó cái dự định chuẩn của nó hơi tệ. Cho nên là nếu mà mọi người không có đủ tài chính thì mình cũng khuyên mọi người đừng nên roll cái này banner vũ khí à. Hoặc là cùng lắm là roll một vài cái để lấy vũ khí 4 sao để mọi người sử dụng. Còn may mắn thì mọi người nổi 5 sao là được rồi. Chứ không nên quá đầu tư vào cái banner vũ khí lần này. Nếu mà mọi người đang thiếu nhân vật đó, thì mình khuyên là mọi người có thể roll một trong hai là Hao hay Thầm hay là Chlorine thì cái điều đó sẽ là tốt hơn. Ok, thì tiếp theo là một cái trick á, mà mình tìm ở trên mạng á. Cái trick này nó sẽ có khá là nhiều tác dụng nếu là mọi người đang chơi Dancing hoặc là Cao Caro ha. Thì nó liên quan tới cái equipment này nè, Ultrasonic Pulse Ship. Lộn. Thì cái equipment này mọi người sẽ tìm được sau khi mọi người làm cái nhiệm vụ mở map ở cái khúc này ha. Mọi người nếu mà mọi người chưa có lợp mở thì mọi người có thể kiếm cái nhiệm vụ mở map màu xanh lá ở trong này, và nếu mà nhiệm vụ nó dẫn tới cái khúc khúc dưới này á thì mọi người cứ nhận, rồi sau đó mọi người sẽ nhận được cái đồ đó ha. Rồi thì ở ngoài map á cái này nó sẽ không có tác dụng gì hết. Mọi người bấm thì mọi người có thể thấy là you cannot take photo in current state nè, mọi người có thể thấy ha. Nhưng mà có cái một cái tác dụng mà là của cái này khá là lạ mà mọi người không biết á, mình cũng mới biết đây. Thì đó chính là mọi người có thể cancel animation của đánh thường và E của một vài nhân vật với cái này. Thì ví dụ như là E là mình đang bấm spam E luôn nè mọi người. Mình đang spam E luôn nè đó, mình đang spam E luôn nè, và cái tốc độ đánh của Danshin nó chỉ vậy thôi nè, thấy mọi người. Nhưng mà nếu giờ mình bấm ET nha. Giờ mình sẽ bấm ET ET nè, nó sẽ thành như ra như vậy. Đó. Đó mọi người thấy không? Đó khá là tiện ha. Đó, và cái việc này mọi người có thể thấy cực kỳ đơn giản, đó là mọi người sẽ giúp tích cái thanh Concerto Energy của Danshin một cách nhanh hơn. Chứ bình thường là Danshin nó sẽ chơi là combo E đánh thường rồi E. Rồi sau đó thì mọi người đánh thường hai ba cái E rồi E rồi thì sẽ đánh thường hai cái E thì nó sẽ đánh thường, gọi là nó tích được để thành nửa thanh Concerto Energy để mà mọi người chuyển qua nhân vật khác. Thì cái đó là nó cũng nhanh, nhưng mà hiện tại với cái cách này mọi người thậm chí còn nhanh hơn. Thì mọi người nhìn nha, ET. Đó xong rồi đó, tích dư luôn đó mọi người thấy không, nó rất là lẹ ha. Thì nó sẽ giúp cho mọi người chuyển nhân vật và búp được cái đam Harvest Moon cho Rover nhanh hơn, cực kỳ nhanh luôn đó. Thì nó vừa gây đam lẹ và nó vừa 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 gọi là cái thứ hai là nó vừa giúp mọi người có thể swap qua Rover để mà gây đam chính thực sự cực kỳ nhanh. Và cái điều thứ ba là cái việc là mọi người spam như vậy nè, mọi người thấy không, cái window để đối thủ cực kỳ tấn công mọi người cực kỳ ít luôn. Mọi người có thể spam vậy và mọi người cực kỳ dễ parry attack của một vài đối thủ, ví dụ như là con Tempest Memphis. Đó, cái hay của nó là như vậy. Rồi, về Kakaro á thì mình sử dụng Kakaro một vài, mình không gọi là không chuyên Kakaro quá ha. Nhưng mà cái ở Kakaro thì mọi người sẽ được cancel đánh thường với Kakaro thì nó sẽ như thế này. Từ 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 mình đang hơi sai. Đó. Đó mọi người sẽ làm gì, mọi người sẽ cancel đánh thường kiểu kiểu nó sẽ ổng sẽ chọt 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 tới chết luôn á, ổng sẽ kiểu như chọt tới chết nè, đó đó hiểu không, ổng sẽ chọt tới chết. Bạn nhưng mà cái này có điều điều đó có nghĩa là gì, thì đối với mình thì nó kiểu như đối với Kakarot mình sẽ thấy nó kiểu như vậy. Ổng sẽ xài ulti của ổng nè, ở đó ổng sẽ bắt đầu ổng chọt đánh thường. Đó thì từ đó mọi người có thể thấy ha, cái trò đánh thường này á, nếu mà mọi người làm hoàn hảo á nó sẽ làm cho cái tốc đánh của ổng nhanh cực kỳ. Và cái việc mà tốc đánh của ổng nhanh hơn có nghĩa là ở trong ulti của ổng á, ổng sẽ sử dụng được cái đòn đánh trọng kích của ổng cực kỳ lẹ. Và việc từ vì cái việc sử dụng đòn đánh trọng kích của ổng cực kỳ lẹ, kích thêm nhiều được cái đòn đánh trọng kích đó thì mọi người sẽ được tăng thêm đam của ổng. Thì cụ thể là từ từ 3 lần lên 4 lần á, tăng thẳng tầm 2. Mình nếu mà mình tính đúng đó, thì sẽ nó làm 25% đam đó. Đó. Nhưng mà cái này nó hơi khó sử dụng một xíu, cho nên là mọi người nên tập một khúc để mà mọi người có thể gọi là e đánh thường là hoàn hảo hơn 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 là mình. Chứ là mình không phải là main Kakarot, mình là main của Danshin. Cho nên là mình main Danshin và Rover, cho nên là cái chuyện này nó khá là giúp ích cho mình trong cái combo combo spam Danshin như vậy nè. Đó. Đó thì cái này là một cái test khá là thú vị ha. Mình nghĩ nó là test chứ mình không nghĩ nó là một cái bug đâu, và mình nghĩ là nhà 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 phát hành nó sẽ không chỉnh lại cái này.